Clement bán bánh giữa trời mưa giúp người phụ nữ nghèo. Chương trình Tiếng Rao 4.0 đã hỗ trợ cho cô Phượng 193 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Đây là số tiền sau một tiếng bán bánh bò và từ sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Tập 10 Tiếng Rao 4.0 lên sóng với nhân vật chính là cô Lý Kim Phượng. Hiện đang sống cùng hai cháu ngoại là bé Chí Hoài và Phương Nghi. Trong căn nhà trọ nhỏ ven sông, vì ở vùng đất thấp nên mỗi lần nước sông dâng lên là nhà cô bị ngập, có khi lên đến nửa đầu gói. Hay chia sẻ, ngày nước dâng cao, ba bà cháu không có chỗ ngủ vì chiếc giường của họ là sàn nhà. Ở độ tuổi ngủ tuần, sức khỏe cô Phượng không được tốt do bị cường giáp, thiếu máu não và nhiều căn bệnh của người già. Tuy nhiên mỗi ngày cô vẫn cần mẫn đi bán bánh bò nướng để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Gắn bó với xe bánh bò được hơn 20 năm, dù bán buôn ngày có khách ngày không, nhưng cô Phượng vẫn luôn cần mẫn với nghề. Phần vì miếng cơm manh áo gia đình, phần vì cô đã xem xe bánh bò nướng như một người bạn đồng hành không hề hiếu trong cuộc sống của ba bà cháu. Nhưng dẫu có tỉ mẫn thì một ngày trong chuỗi khắp các con phố từ sáng sớm đến chiều tối của cô cũng chỉ bán được đâu đó chừng 10, 20 cái bánh. Tối về ba bà cháu có gì ăn nấy, cô Phượng tâm sự, ăn cơm nước tương hay lắm. Hằng này ăn khô quẹt, còn nhỏ này ăn nước tương. Đi bán về ế quá, tối không có đồ ăn nên vậy. Cực khổ là thế, nhưng cô Phượng vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Cô kể, bữa hôm người ta đòi xin bé Nghi rồi cho 100 triệu nhưng tôi không cho. Thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ này, chương trình Tiếng Rao 4.0 đã tìm đến để giúp đỡ. Trong tập này, Coleman tự đặt ra mục tiêu bán hết 200 cái bánh bò nướng trong một tiếng đồng hồ. Bắt đầu buổi bán hàng, Coleman đùa nói, kính thưa bà con cô bác, bánh này chị Phượng bán 6.000 một cái nha, còn mọi người ủng hộ nhiều thì ủng hộ nha. Mọi người ủng hộ 60.000 cũng được, 600.000 cũng được, mà 6 triệu cũng được. Màn hét giá tinh tế của ông khiến mọi người bật cười. Những vị khách đầu tiên đến mua ủng hộ cô Phượng vài cái bánh với giá 200 đô, 1 triệu đồng. Buổi bán hàng đang diễn ra thuận lợi thì một cơn mưa lớn bất chợt ập đến khiến mọi người phải tìm chỗ nấp. Hình ảnh Coleman cùng ekip bưng từ chiếc bàn vào trong nhà, chịu ướt để che dù cho bà con khiến nhiều người xúc động. Tuy bị cơn mưa làm gián đoạn nhưng sau 1 giờ đồng hồ, Coleman bán được gần 150 cái bánh bò. Dù không đạt được chỉ tiêu như mong đợi, nhưng với số tiền 17 triệu đồng cũng thu về là một con số đầy ấn tượng. Cộng thêm gần 177 triệu từ các Mạnh Thường Quân, tổng số tiền cô Phượng có sau một tiếng đồng hồ là 193 triệu đồng. Ngoài ra, cô Phượng còn nhận được một món quà khác là chiếc bánh bò bằng inox từ một Mạnh Thường Quân. Nhận được số tiền lớn cùng món quà bất ngờ, ánh mắt cô Phượng không khỏi vui mừng, trong khi người xem xúc động.